anh chị nên là làm một cái lễ gia đình, một là đình đền miếu phủ chùa chiền, tức là một trong những nơi đấy, nếu ra một gái thôi, một là anh chị tốt nhất anh chị gia đình, đúng không ạ? Nếu như mà chỗ anh chị không có đình thì ra đền, nếu không có đền thì có chùa, tức là tóm lại là những cái nơi mà tâm linh mà có các quan, hay là những nơi mà có cái địa thế tâm linh nó cai quản ở khu vực vùng đó, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ làm một cái lễ ra đấy, anh chị sẽ làm một cái lễ cầu xin, anh chị sẽ đặt lễ rồi dâng hương, anh chị ít cáo với cả tôn thần tại cái khu vực đó rằng là đến cái ngày này, tháng này, năm này, tên anh chị là thế này, địa chỉ anh chị cư trú tại chỗ này, đến ngày này, tháng này, năm này, anh chị xin phép chư vị tôn thần là được làm cái nghi lễ động thổ để xây dựng nhà cửa tại cái nơi đó, làm nơi cư trú cho toàn bộ thành viên gia đình. Trân trọng hôm nay thì dẫn lễ đến đây trước hết là để xin phép, thứ hai là để kính mời cái chư vị tôn thần và các quan, và đến cái ngày hôm đó, đến giờ ngày hôm đó thì đến ngày giờ hôm đó thì xin lai giáng, xin đáo đến cái đàn tràng mà gia đình chuẩn bị.